Em xin kính chào tất cả các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Đây, hôm nay cái chậu kiếm vị hoàng của nhà em nở đây. Đây. Nó là đột biến thuộc cái dòng tiên vũ cho bác nhé. Cho nên là cái thân lá của nó, bản lá của nó cũng khá là to. Đây. Đây, bản lá của nó, bản lá khá là to. Cái này thì nó được coi là một cái kiếm quốc dân. Tại vì giá cả của nó thì cũng khá là hợp lý. Không không cao lắm mà cũng 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 không quá đắt mà nó cũng không quá rẻ. Với cả đây là một cái dòng kiếm mà được rất nhiều bác yêu thích và muốn sưu tầm cho vườn lan nhà mình. Đây các bác xem mặt bông của nó nhé. Cái này thì lúc đầu nó có tên là Thùy Trơn. Đây các bác nhìn. Đây, đây Thùy Trơn này. Đây vàng óng này. Lúc đầu nó có tên là Thùy Trơn. Xong thì về sau thì được đổi tên là Vị Hoàng. Tại vì Vị Hoàng là một cái tên dòng sông ở Nam Định. Đây. Khuôn hoa, bông hoa rất là to. Bông hoa to ấy thì các bác mà chăm sóc được tốt thì nó cần hoa của nó sẽ dài và hoa của nó sẽ rất là to. Nó đủ chất đấy. Đây này. Bông rất là to và nhìn rất là xuất sắc. Đây. Các bác nhìn cái thủy của nó là thủy trơn này. Đó. Kiếm Vị Hoàng thì bây giờ nó cũng khá là đắt. Ví như chỗ này này. Cái chỗ này thì nó sẽ có giá là như này. Cái này các bác mà lấy thì em sẽ tách thân ra bán cho các bác để gửi cho các bác. Còn cả chậu thì nó giá của nó cũng khá là cao. Đây. Thân này này. Thân này sẽ có giá là 4 triệu ạ. Đơn này, này. Nó sẽ có một thân. Một thân một mầm ạ. Dạ, bên này nó còn có một mắt ngủ nữa các bác nhìn này. Đây. Đây một mắt ạ. Đã trồi ra được khá là nhiều rồi. Đây. Đơn này 4 triệu các bác nhé. Một mẹ này. Đây một mầm. Một mầm con này đấy. Một mầm con này. Rồi cả bên này có một mầm nữa. Thân này sẽ là 4 triệu. Ở đơn thứ hai. Đây. Đây đơn thứ hai, đơn gốc của mẹ nó đây. Bản lá này. Thì bản lá rất là to và dày các bác nhé. Đơn thứ hai này. Nó sẽ là một thân. Đây nó cũng đã có một này. Các bác nhìn nhé. Này. Đây đã có một này. Có một mầm này. Đã có một mắt nhú lên đây này. Có thể không? Đây có một mắt nhú lên đây này. Cái đơn này em bán là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu là một thân to này. Đây bản lá nó rất là to. Cái này nó thuộc vào cái thân là hơi già rồi. Thân vẫn còn chưa già lắm. Đây vẫn có mầm lên này. Đây vẫn đang bắt đầu có mầm lên các bác nhé. Cái đơn này là 3 triệu ạ. Còn cái đơn thứ 3 ấy thì nó sẽ có một con. Thân này đang hoa này. Một con này. Một thân mẹ này. Bên này có một mầm nữa đây. Một thân con nữa. Thân con này cũng rất là to rồi, cũng sắp thành thân trưởng thành rồi. Nó sẽ có giá là đơn này là một mẹ hai con. Một mẹ hai con to là 7 triệu ạ. 7 triệu một mẹ hai con to các bác nhá. Đây cái kiếm Vị Hoàng này cũng đẻ rất là khỏe luôn. Các bác mà chăm được tốt ấy, mỗi năm nó có thể đẻ được 3 con, 3 đến 4 con. Rồi nếu mà các bác ở trong miền Nam ấy, khí hậu mà ấm áp quanh năm ấy thì cây nó có thể phát triển quanh năm và nó còn có nó phát triển được nữa, phát triển hơn nữa. Nó còn đẻ được khỏe nhiều hơn nữa. Còn nếu như ở ngoài Bắc em ấy thì bắt đầu đến mùa thu là cây nó đã chậm phát triển rồi. Và đến mùa đông thì lạnh quá thì nó có thể ngừng sinh trưởng ấy. Nhưng mùa ở miền Nam các bác mà trồng kiếm thì rất là hợp luôn. Đây. 4 triệu này, 3 triệu này và cả 7 triệu. Đây là kiếm Vị Hoàng các bác nhá. Đây, kiếm Vị Hoàng. Đây các bác nhìn mặt bông của nó này. Cực kỳ là ấn tượng luôn. Cái này thì nó mình có thể chơi được cả thân lá. Vừa chơi thân lá vừa mặt hoa cũng rất là đẹp. Cái này là Vị Hoàng các bác nhé. Đây, hôm nay em giới thiệu với các bác về chậu kiếm Vị Hoàng. Cái dòng thứ hai em muốn giới thiệu với các bác.
Nhan Tuyết Ngọc. Ôi, cái Tuyết Ngọc của em đâu vậy? Em thực hiện về chầu Vị Hoàng đấy. Ngoài ra đùi gà mình có bao nhiêu? Đùi gà vẫn là, đùi gà là 180 này. Em chỉ có mỗi đùi gà thôi, hàng rừng thì hôm nay em có mỗi đùi gà. Và ngoài ra em còn có, em giới thiệu với các bác về nấm. Đây là nấm hồng chi ạ. Nấm hồng chi. Mùa này bắt đầu đang là mùa hái nấm rồi các bác nhé. Đây. Nấm hồng chi, cái này là hàng rừng. Cái này là hàng rừng ạ. Để phân các bác nhé, phân biệt giữa hàng rừng và hàng hàng trồng. Hàng cái hàng trồng ấy, hàng trồng thì hàng rừng ấy thì nó sẽ không bông nào to nhỏ nó khác nhau. Đây này. Độ to nhỏ của nó khác nhau các bác nhé. Còn hàng nhà thì nó một loạt như nhau, hàng trồng ấy nó sẽ một loạt như nhau. Nhưng mà cái này là hàng, cái này là hàng rừng cho nên nó sẽ có bông to bông nhỏ. Đây, mùa này đang bắt đầu mùa hái nấm rồi. Có nghĩa là mùa này thì cái độ dược tính của cây nấm này nó đang ở cái độ cao nhất rồi. Đây này. Đây cây nấm nhá. Nấm hồng chi. Cái nấm này thì nó có rất là nhiều tác dụng. Cực kỳ nhiều tác dụng. Nó có thể tác dụng về bên tim mạch này. Rồi ở điều hòa huyết áp. Bồi bổ sức khỏe này, hoặc là có chống lại những cái gốc tế bào, những cái gốc tế bào xấu, tự do xấu như là ung thư này. Đây, nó có rất là nhiều tác dụng. Cái này là em phơi khô rồi các bác nhé. Cái này là em phơi nắng khô rồi này. Cái nấm này thì đặc biệt cái nấm này nó mốc rất là nhanh. Các bác mà hái ở rừng về ấy, thì nếu mà gặp nắng to thì các bác nên phơi nắng cho khô. Còn nếu mà không thì các bác như của nhà em ấy thì nếu mà trời nắng ấy, thì em sẽ phơi nắng. Còn nếu mà hôm nào mà trời mưa em sẽ cho vào lò sấy á. Nhà em thì có hai, có một cái lò sấy bằng điện. Đây này, cái khay của nó đây này, cái khay lò sấy này. Đây, nên là cái hàng nó rất là đảm bảo, không bị mốc và không làm mất chất, mất cái giá trị dinh dưỡng của cái nấm các bác nhé. Cái nấm khô này em bán là 300.000 một cân. Nấm hồng chi, 300.000 một cân. Cái này em còn có một loại em thái sẵn cơ. Em thái sẵn để các bác tiện về dùng. Đây, cái này cũng đã khô rồi, 300.000 một cân. Cái này em thái sẵn rồi. Cái này về các bác chỉ việc dùng thôi. Mình có thể đun nước uống này. Nhưng mà cái cách mà tiện nhất ấy, thì các bác thả xuống cái phích nước ấy, là mình có thể uống cả ngày luôn. Ngày có thể uống từ 20 đến 30 gram. Các bác nên uống ít thôi, tại vì cái nấm ấy thì nó hơi đắng đắng và nó hơi cái mùi, nếu các bác uống không quen ấy nó sẽ có mùi hơi hăng hắc. Nên là các bác uống số lượng từ ít đến nhiều các bác nhé. Bác uống từ uống nhạt thôi, từ mình uống lần đầu mình uống từ nhạt nhạt. Mình không nên cho được nhiều quá thì nó sẽ rất là khó uống. Đây, cái này là em thái sẵn. Về các bác chỉ việc dùng thôi. Còn cái này thì cái này em phơi khô cả nấm này. Đây, cái này thái sẵn. Thái sẵn này về dùng thì nó tiện hơn ạ. Nó rất là tiện, nó tiện hơn rất là nhiều. Về các bác chỉ việc cho vào phích nước hoặc là cho vào ấm để đun thôi. Ngoài ra cái này, nấm này thì các bác cũng có thể ngâm rượu được ạ. Cũng có thể ngâm rượu được. Các bác ngâm rượu mạnh để tầm khoảng 1-2 tháng là có thể uống được, có thể dùng được. Nhưng mà em nghĩ là cũng có thể. Nhưng mà em nghĩ em theo em thì như thế này. Các bác đồ ngâm rượu ấy, thì bác nên ngâm ít thôi. Tại vì nếu mà ngâm nhiều quá ấy, các bác mà uống hết thuốc ấy, uống hết mà cũng có khi có rất là nhiều bác là có đồ ngâm rượu nhưng mà uống xong ấy, khi mà uống xong cái lọ thuốc, cái bình rượu của mình ấy, thì các bác đã chuyển sang là nghiện rượu mất rồi. Thì cái đấy nó cũng có khá là tai hại ấy. Cho nên là em nghĩ là các bác nên có thể ngâm rượu được uống để mời anh em, hoặc là tốt nhất là các bác nên đun nước uống là tốt nhất.
Uống rượu cũng được nhưng mà các bác nên uống hạn chế ạ. Uống thì mình mỗi tối mình chỉ uống tầm khoảng một chén nhỏ thôi. Một chén nhỏ thôi. Trước khi ngủ mình chỉ uống một chén nhỏ thôi. Các bác thấy không nên uống nhiều. Tại vì nếu mà uống rượu nhiều thì nó cũng sẽ có hai mặt đấy. Nó như kiểu con dao hai lưỡi á. Đây là nấm hồng chi mà em giới thiệu. Ngoài ra em thì còn có những cái đồ ngâm rượu khác như là về chuối hột rừng này. Hoặc là nụ tam thất ạ. Chuối hột rừng là 100.000 một cân. Nụ tam thất của em là 600.000 ạ. Cái loại không cuống. Loại không cuống là 750.000, còn loại có cuống là 600. Đây, đây là em dịch nấm. Em xin cảm ơn các bác ạ.